để mọi người có thể vệ sinh thân xe một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn thì công ty Tahiko có đưa ra combo 3 sản phẩm. Đầu tiên là gạt nước cầm tay lưỡi silicone. Sản phẩm thứ hai đó là bao tay rửa xe chuyên dụng. Sản phẩm thứ ba đó là chổi lau ướt nano. Thì combo 3 cái sản phẩm này đây được Tahiko giảm giá chỉ còn 200.000 đồng. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị từng cái sản phẩm một. Đầu tiên là cái gạt nước cầm tay lưỡi silicone này. Thì cái gạt nước này có chiều dài lên đến là 30cm, giúp chúng ta có thể gạt nước kính và thân xe một cách nhanh chóng. Bởi vì là diện tích của nó lớn hơn khá nhiều so với việc dùng khăn. Hơn nữa là trong quá trình mà gạt nước, chúng ta cũng không cần là phải vắt nước liên tục như là cách chúng ta dùng khăn. Cái lưỡi silicone này có chất liệu khá là mềm, giúp hạn chế cái việc mà xước sơn, xước kính. Trên cái gạt nước này có cái cán cầm khá là thoải mái khi sử dụng. Cái sản phẩm thứ hai trong cái combo này, cái combo này chính là cái bao tay rửa xe chuyên dụng. Thì cái bao tay này có cái cách sử dụng rất là thông minh, đó là đưa tay vào bên trong. Thì cái việc cho tay vào bên trong này giúp chúng ta hạn chế cái việc mà tổn thương tay do cái việc vệ sinh trong các bộ phận như là khoang máy và gầm xe. Bởi vì trong các bộ phận này thì thường chứa có rất nhiều là chi tiết sắc nhọn, rất dễ gây đứt tay. Trên bề mặt của cái bao tay này cũng có các xúc tu cho cái khả năng là len lỏi vào sâu bên trong các rãnh, các cái khe trên thân xe. Từ đó mà giúp chúng ta thì có thể loại bỏ các bụi bẩn nằm sâu trong các rãnh đó mà bình thường việc dùng khăn không thể loại bỏ được. Với cái chất liệu của cái các cái sợi xúc tu này cũng khá là mềm mịn, giúp hạn chế cái việc mà xước sơn. Cái sản phẩm thứ ba đó là cái chổi nano chuyên dụng. Thì bề mặt của cái chổi này được bao phủ bởi các sợi lông rất là mềm mịn. Nó có thể hoạt động như một cái khăn để lau xe. Khi mà lau thì cũng không gây xước sơn. Trên bề mặt của cái chỗ này cũng có các sợi lông. Các cái sợi xúc tu này giúp loại bỏ các hạt bụi, hạt đất nằm sâu trong các rãnh nhỏ trên thân xe. Đồng thời là thiết kế của nó cũng có thể kéo dài được lên đến là 95cm, giúp chúng ta có thể là vệ sinh các vị trí trên cao của xe tải hoặc là xe khách. Khi chúng ta không sử dụng thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo cái cán ra và cất vào trong cốp xe để thuận tiện trong quá trình di chuyển. Hiện tại là combo 3 sản phẩm này đang được Tahiko giảm giá với mức giá chỉ còn 200.000 đồng. Tuy nhiên là số lượng có hạn cho nên là anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để trở thành một trong những khách hàng may mắn nhất. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe.